Ngày 9 tháng 11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất giấy tờ giả, khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trước đó, trung tuần tháng 8 năm 2023, từ vụ bắt giữ một đối tượng hình sự, có hai tiền án chưa được xóa án tích là Nguyễn Kim Long, sinh năm 1980, trú tại Hà Tĩnh, vì có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện việc mua bán một xe bán tải. Lực lượng công an phát hiện một đường dây sản xuất giấy tờ giả. Sau một thời gian điều tra, hai đối tượng trong đường dây sản xuất giấy tờ giả đã bị cảnh sát hình sự công an Hà Tĩnh đưa ra ánh sáng, gồm Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1991, trú tại tỉnh Bình Thuận, và Lê Công Thêm, sinh năm 1989, trú tại tỉnh Nghệ An. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai 10 tổ công tác ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, tiến hành triệu tập, bắt giữ 20 đối tượng, khám xét khẩn cấp 4 cơ sở sản xuất giấy tờ giả. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ đầu năm 2023, qua tìm hiểu từ các mối quan hệ xã hội và trên mạng, ba đối tượng cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh gồm Lê Minh Luân, sinh năm 1985, Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1986 và Phạm Nhật Trường, sinh năm 1999, đã biết cách làm giả giấy tờ, tài liệu nên mua sắm, chuẩn bị các công cụ, phương tiện, rồi lôi kéo các đối tượng khác cùng tham gia. Còn Trương Thị Thủy Ngọc, sinh năm 1993, trú tại thành phố Hồ Chí Minh và một số đối tượng khác có nhiệm vụ quảng cáo trên các trang mạng để tăng mức độ xuất hiện. Sau khi nhận đơn hàng thông qua tài khoản mạng xã hội, Luân và Long đã tổ chức, phân công cho các đối tượng trong đường dây sản xuất các loại giấy tờ giả. Khi hoàn thành, hai đối tượng này tiếp tục phân công người chuyển đến cho các đối tượng đặt làm giấy tờ giả. Quá trình đấu tranh chuyên án, cơ quan điều tra đã tạm giữ 23 ô tô, 40 điện thoại di động, 10 máy tính, hàng trăm con dấu giả và nhiều tang vật liên quan. Với những tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát Hình sự.